Chào các bạn. Hôm nay mình hơi rảnh, sắp Tết rồi, hơi rảnh chút cho nên hôm nay mình sẽ dạy chỉ cho các bạn chèn cái banner. Mình mở cho các bạn xem nha. Này. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn làm một cái banner, panel để mình ép vô quảng cáo như vậy. Em như Facebook thì hiện tại thì nó có sẵn cái file gốc, mình sẽ gửi cái file gốc cho các bạn ở cái phần sau nhé. Mình gửi cái file gốc. Giờ trước tiên mình làm được như thế này thì đơn giản là hiện tại cái file gốc của mình nó có sẵn như vậy. Còn các bạn nào mà không biết gì hết thì chỉ cần mình sửa tên thôi. Ví dụ đại lý Quảng Ngãi thì mình chỉ sửa tên thôi, mình nhấp vào mình sửa. Số điện thoại mình sửa điện thoại, mình thay đổi tên, rồi mình thay cái phông nền. Mình không thích màu hồng phải không, mình thay cái phông nền khác. Ở đây mình đánh cái tên khác, đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào không biết cũng làm được. Mình sẽ chỉ từ từ và dễ hiểu cho các bạn làm được. Trước tiên mình làm được như thế này, mình phải cài Photoshop. Ai Photoshop thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn cho các bạn tải và cài Photoshop. Đây, các bạn vào cái kênh của mình có một cái bài để hướng dẫn cài Photoshop. Máy nào các bạn, ví dụ máy tính các bạn mạnh á, tùy theo cấu hình. Nếu mà cấu hình mạnh á, cấu hình mà nếu mà cấu hình mạnh á thì mình cài CS5. Mình cài cao hơn CS5, CS6. Hiện tại cái máy mình là cài cài CS6. Đó, máy nào yếu yếu, ví dụ cấu hình yếu, mình chỉ cần mình cài Photoshop CS3 là đủ rồi. CS3 là mình xài được rồi. Đây, cái bài này nó sẽ chỉ cho các bạn cài chi tiết luôn. Rất là dễ hiểu. Dễ hiểu cài Photoshop rồi. Sau khi mình cài Photoshop lên thì mình mở cái Photoshop lên. Mở Photoshop lên. Hiện tại là giao diện của Photoshop là nó như như thế này. Đó, mình giới thiệu sơ cho các bạn xem cái giao diện của Photoshop. Đó. Giao diện như vậy. Rồi. Mình tải một cái file gốc mà mình gửi cho các bạn đó, mình tải về nha. Tải về mình lưu vào cái máy tính. Tại vì mình lưu vào ở đâu mình nhớ, ví dụ mình lưu ở ngoài desktop nè, hoặc mình lưu ở trong cái ổ, cái ổ đĩa của mình đó, ổ D hay là ổ C hay ổ C gì đó, tùy theo cái máy của mình, tùy theo máy tính của mình lưu ở đâu mình lưu mà mình nhớ. Xong mình mở Photoshop lên. Rồi rồi sau đó mình vào file nha, mình open nó lên, open đây. Và file chuẩn phân. Giờ mình hướng dẫn cho các bạn từ từ, cho các bạn nào mà chưa biết làm thì sẽ làm được nha. Mình làm từ từ luôn, mình làm chậm lắm. Và file chuẩn phân ha. Đó. Rồi. Rồi, cái file mà tải về trong máy tính của các bạn á, chọn cái file đó nha. Ví dụ mình tải về nó nằm ở đây. Panel shop đó, mình nhấp nó vô ha, mình nhấp nó vô. Rồi, chọn open. Hoặc mình nhấp đôi hai cái, nhấp chuột hai cái rồi nó mở lên. Open ha. Rồi. Rồi hiện tại là cái nền của mình là nó như vậy. Hiện tại là cái nền nó như vậy. Rồi mình ghi sơ cho các bạn hiểu. Bây giờ ở góc bên tay phải nè, góc bên tay phải nó có cái từng cái layer nè, mình kéo ha, mình kéo chuột xuống ha, mình kéo chuột, mình di chuyển chuột nè, mình thấy nè. Đó. Nó có nhiều cái layer. Ví dụ ha, mà giờ mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu ha. Bây giờ trước tiên mình muốn cái logo cha này nè nó biến mất ha. Mình ghê con chuột nè, ghê con chuột tới đây, mình nhấp chuột phải, con chuột của mình nó nhấp chuột phải nè, rồi nó hiện lên. Hiện tại là nó có hai cái layer, cái layer nào đầu tiên là mình chọn nó, layer 23 đó. Rồi mình chọn ha, rồi mình phải để ý mình nhìn qua bên bên đây.
tự động nó nhảy, nó hiện cái danh mục xanh nè, xanh này là nó đang chọn nè, đang chọn nè. Rồi ví dụ mình làm cái hack thử ha, cái chai nước hoa ha, mình nhấp vào cái chai nước hoa ha, clip phải. Rồi, mình chọn những cái layer mà đầu tiên này, đầu tiên layer 15. Mình chọn layer 15. Mình chọn xong rồi mình để ý góc bên tay phải nha. Mình để ý góc góc bên đây là tự động nó nhảy ra layer 15 nè. Nhấp vô nha. Đó. Nè, mình thấy không? Tự nó chọn một layer 15. Rồi, thử một cái chọn một cái chai nước hoa này nha. Clip phải. Đó. Nó hiện ra hiện tại layer 8, layer 17, layer 8, layer 7. Thì mình chọn cái layer mà trên cùng, cái trên cùng là cái hiện tại mình đang chọn nó. Chọn vô mà mình để cái góc phải nó sẽ nhảy lên layer 8 copy nha. Đó, nè, layer 8 copy. Mình thử nha. Mình thử mình ấn cái nút này thử coi nó như thế nào, ấn nha. Đấy. Rồi. Ấn thử, ồ nó biến mất rồi. Thấy chưa? Có đó là mình ẩn layer mất tiêu con mắt. Hiện tại là mấy cái nào mà có con mắt nó hiện lên nè, con mắt nó hiện lên là nó đang hiện lên cái màn hình. Còn cái nào mà không có mắt thì nó mất, nó biến mất. Bây giờ mình nhấp nó lại thì nó sẽ hiện lên lại. Thì mình nhấp nó lại hiện lên lại đó. Rồi mình chọn cái chai nước hoa mình clip phải layer 15. Rồi mình thử mình ấn vô con mắt nha, nó biến mất. Đó, biến mất đó không? Rồi mình chọn layer 8 copy nè, mình chọn con mắt thử coi, cũng biến mất luôn. Rồi đó, mình cho nó hiện lên lại. Cho nó hiện lên lại thì mình ấn nó lên, để ý nè ha, mình ấn nó lên, ấn lên đó, ấn nó lên là nó hiện lên rồi. Nó còn đơn giản vậy thôi. Bây giờ trước tiên mình cái hình nền đi, nhiều bạn không có thích cái màn nền màu hồng, thích mà hình nền khác thì mình làm mình chọn cái nền khác. Rồi trước tiên mình đổi cho thành cái nền khác nha, clip phải vào một cái màu, clip phải ở trên đây nè, trên đây ha, clip phải trên cái màu này, màu hồng nha, clip phải lên đó, nó hiện layer 8 nè. Mình chọn layer 8 nha, chọn layer 8, chọn layer 8. Rồi đây là layer 8. Mình thử mình nè, mình bấm vào con mắt thử coi, rồi nó biến mất rồi đó, biến mất rồi. Rồi mình cho nó hiện lên lại, rồi hiện lên lại. Rồi mình không thích cái màu này mình chọn màu khác, mình chọn màu khác. Rồi muốn chọn màu thì như thế nào, rồi mình để ý cái góc bên đây, để ý góc bên đây, góc bên đây. Bây giờ mình không thích màu hồng, mình thích màu xanh. Rồi mình nhấp vô đây, nhấp vô cái ô này nha, nhấp vô ô này. Photoshop của mình á, Photoshop của các bạn á là hiện tại á, không hiện tại á, nó là màu trắng hoặc màu đen, màu trắng hoặc màu đen đó. Mình chọn mình nhấp vô cái ô màu này, mình nhấp vô đây nha. Đó, nó sẽ ra một cái bảng màu, cái này mình di chuyển nó được ha. Mình nhấp chuột nè, mình nhấp chuột, mình đè chuột trái là mình di chuyển cái khung này đi được nè. Đó, mình di chuyển cái khung này đi được rồi. Giờ thì mình tắt, mình làm lại nghe, cancel. Nhấp vào cái ô này, đây nhấp vào đây. Đó, nó hiện lên cái bảng màu. Tùy rồi, biển màu mình thích cái màu nào. Giờ ví dụ mình thích cái màu màu xanh này đi, đó, tùy nè. Mình nhấp vào cái dấu tròn này là nó ra một cái màu khác nhau. Đó, cho các bạn chọn màu. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, tùy các bạn thích màu nào thì chọn màu đó. Ví dụ ha, ví dụ mình lấy một cái màu này đi. Rồi đây, ok nha. Rồi đó, hiện tại cái ô hồi nãy màu trắng giờ thành cái màu mình đang chọn. Rồi để cho cái màu hồng này nó biến thành cái màu này thì mình làm như thế nào? Mình chọn cái layer hồi nãy nè, layer mình chọn lại hàng clip phải nè, layer 8 nè. Này, hiện tại nó hiện màu xanh layer 8 nè. Rồi, muốn cho nó chuyển màu thì mình nhấn trên cái bàn phím của mình đó. Trên cái bàn phím của mình là nút on. Nút on. Delete cộng với delete. Đó. Nút on cộng delete thì nó sẽ chuyển màu.
Đó, nó chuyển màu. Bây giờ cho cái màu nó vừa giờ ví dụ cái màu này nó không đẹp thì mình chuyển thành cái màu khác, mình chọn một cái màu khác, ví dụ màu vàng đấy ha, màu vàng. Ok rồi, rồi mình bấm nút on delete ra màu vàng đó, màu vàng. Rồi bây giờ mình muốn cho nó thành màu vàng, mình thấy không thích luôn, mình chọn thử cái nào khác, màu xanh, thử màu xanh nha. Rồi nút on delete rồi nó ra màu xanh, màu xanh nhưng mà nó không được đẹp luôn, thì mình chọn cái màu khác tùy theo mình ha, tùy theo cái thẩm mỹ mắt của mình thích màu nào thì mình cho nó ra màu đó, thích màu nào thì cho màu đó. Như đây ví dụ màu tím nha, tím tím lợt đi, rồi on delete đó, vậy thì dễ nhìn hơn. Rồi đó là cái bước mình chỉnh màu. Rồi bây giờ mình chỉ cho các bạn đánh lại cái tên. Hiện tại nên là Đại lý Quảng Ngãi, mình đâu phải là Đại lý Quảng Ngãi, mình là cái tên, ví dụ mình là nhà phân phối hay là đại lý hay là tổng đại lý ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở đâu đó, thì mình nhấp vào cái tên này, mình muốn chọn bất cứ một cái tên nào thì mình nhấp vào cái tên đó, nhấp vào nha. Đó, nó hiện cái đại lý Quảng Ngãi là nó hiện cái, các bạn nhớ lúc nào cũng mình chọn là cái tên đầu tiên, đại lý Quảng Ngãi. Đó, tự động nó nhảy. Các bạn thấy không? Tự động nó nhảy, nó chọn cái logo cho mình, đại lý Quảng Ngãi. Bây giờ mình đánh cái tên thành tên khác. Mình nhấp đôi nó vào. Mình nhấp chuột trái nha, mình nhấp hai cái. Đó, nhấp hai cái, nhấp cái nó bắt đầu giờ nó chuyển thành cái màu khác, chuyển thành cái màu khác rồi mình đánh tên nó lại, mình đánh tên nó lại nha. Ví dụ mình không phải là đại lý Quảng Ngãi, mình di chuyển con chuột nè, ví dụ mình bỏ cái chữ Quảng Ngãi đi thì mình clip vào cái chỗ này, mình clip ra mình quét nó, clip nhấp chuột trái mình quét nó, mình bàn phím delete. Trong cái bàn phím của mình có cái nút delete á, nút delete á, mình bỏ nó nha, mình enter đó. Rồi mình ví dụ mình đánh lại cái tên khác, đại lý Bình Thuận, Bình Thuận đấy, đại lý Bình Thuận. Rồi đánh xong rồi mình muốn cho nó thoát ra ngoài thì mình bấm cái nút nhấp chuột ra ngoài nha. Mình chọn hiện tại nó chưa có ra ngoài á, nó chưa có ra ngoài nha, hiện tại nó chưa có ra ngoài, mình muốn cho nó thoát ra ngoài thì mình bấm vào cái nút này, mình chọn vào cái nút này, chọn vào nút này. Rồi là nó thoát ra ngoài rồi. Bây giờ mình kéo cho nó bằng lại, nó đẹp lại. Mình cứ giữ chuột trái nha, mình chọn vô cái đại lý Bình Thuận, mình giữ nó, mình giữ chuột trái, mình giữ chuột trái, mình di chuyển nó đó, mình di chuyển cho nó vừa lại, di chuyển cho nó vừa lại đấy, chuyển cho nó vừa lại. Rồi cái bàn phím nó có cái nút mà di chuyển, cái nút mà lên xuống di chuyển, lên xuống qua lại, mình vẫn bấm được nha các bạn. Mình bấm nè, mình bấm nó di chuyển nè, mình bấm bàn phím nè, nó di chuyển nè đó, mình bấm bàn phím nè, phím qua lại nè đó đó. Rồi ví dụ cái này nó chưa được đẹp, cái chữ nó vô nó chưa được đẹp thì mình ấn một cái nữa, Ctrl T là nó chọn lại cái khung, Ctrl T nè, nút Ctrl nút T là nó ra một cái khung. Rồi mình kéo cho nó nhỏ lại, mình bấm nút Shift trên bàn phím nha, bấm nút Shift trên bàn phím. Rồi mình giữ chuột, mình giữ giữ chuột trái nè nè, để ý nha, để ý nè, kéo nó lại, kéo nó lại, kéo nó lại, kéo nó nhỏ lại, kéo nó nhỏ lại, Enter, bấm nút bàn phím Enter, Enter. Rồi có nút di chuyển trên bàn phím, mình di chuyển cho nó đều lại đó,
Rồi mình chỉ tương tự cái số điện thoại này không phải là số mình, số này số người ta. Nhấp chuột trái, ý lộn, nhấp chuột phải, rồi nó hiện ra cái layer đầu tiên, chọn nó nha, chọn nó thì tự động nó sẽ nhảy, nó nhảy sang nè. Rồi mình chỉnh nó nha, y như hồi nãy đó, mình nhấp hai cái, nhấp chuột trái hai lần đó, nhấp chuột trái hai lần thì tự động nó chọn cho mình nè. Rồi mình đánh lại, ví dụ mình đánh cái số khác nha, 0938257073. Rồi rồi mình muốn cho nó thoát ra ngoài, nó còn hiện tại nó còn chớp 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 chớp, các bạn để ý nha, nó chớp 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 nè. Mình thoát ra ngoài, thoát ra ngoài thì mình chọn cái nút ở trên cùng này nè, trên đây thì nó thoát ra. Rồi nó thoát ra tương tự ở dưới là địa chỉ của mình, đâu phải địa chỉ là Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi đâu, đúng không? Tương tự như cái hồi nãy mình vẫn nhấp chuột phải vào cái tên đó thì hiện tại nó hiện lên cái bảng nè, mình chọn đầu tiên là địa chỉ nè, rồi tự động layer nó chọn cho mình luôn. Rồi tương tự mình nhấp chuột trái hai lần đó, rồi nó tự chọn cho mình nè. Rồi mình đánh lại, mình di chuột hay mình di chuột, mình chọn vô cái vị trí này, ví dụ địa chỉ thì mình nhấp chuột vô cái vị trí này, địa chỉ của mình quét bỏ, nhấn bàn phím delete, trong cái bàn phím của mình có nút cái delete á, mình nhấn bỏ nó nha. Rồi mình đánh lại, ví dụ là địa chỉ của mình là 105 Bình Thuận An Giang Bến Tre hay cái gì đó, mình nhấp xong địa chỉ. Rồi cũng tương tự nó còn chớp chớp, mình phải cho nó thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài thì mình bấm cái nút đầu tiên này, nút lên đây thì nó thoát ra đó, đơn giản. Đơn giản dành cho các bạn mà không biết làm hình nền để mình tải lên Facebook, hay là làm mình đăng Facebook cho nó đẹp. Đó là cái bước này là đơn giản nhất cho các bạn. Đó là nó có sẵn hết cái layer, các bạn chỉ cần sửa lại theo y chang mình thì sẽ được. Ví dụ các bạn là không phải là đại lý mà là tổng đại lý, mình sửa lại tổng đại lý thì mình nhấp vô cái tên này, chuột phải chọn đó, cũng tương tự tự nó chọn cái layer cho mình nhấp chuột trái vô hai lần đó thì nó tự chọn cho mình ha. Rồi tổng đại lý thì mình thêm chữ tổng nữa, mình lấy chuột, mình rơi cái chuột nào, mình rơi chuột ở ở ngay đầu chữ đại nè đó, mình đánh thêm chữ tổng vô, đánh thêm chữ tổng vô, đánh hướng tổng vô đó. Rồi mình thoát ra, thoát ra làm sao, bấm nút này, lúc nào mình cũng đánh tên xong rồi mình muốn thoát ra ngoài mình bấm cái nút này đó. Rồi đơn giản xong, đơn giản vậy dễ hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn save lại tấm hình nha. Mình làm xong rồi thì mình phải save nó lại. Rồi mình vào file và nút file, chọn nó, chọn nút save, mình save lại thành một cái tấm ảnh, mình save lại một tấm ảnh để mình đăng Facebook. Thì mình chọn save as, bấm nút save as. Đấy. Rồi nó hiện ra cái chỗ để mình lưu lại. Ví dụ giờ mình không có lưu đây, mình lưu ở ngoài desktop. Mình lưu chọn cái đường dẫn mình lưu nha. Mình chọn cái chỗ cái máy của mình muốn lưu ở đâu thì mình chọn nó. Mình hiện tại ví dụ mình lưu vào desktop nè. Rồi. Đặt tên lại nha. Ví dụ mình đặt tên lại cho nó là ảnh đăng Facebook. Rồi bước thứ hai nữa, bước thứ hai quan trọng hiện tại là nó chọn Photoshop là không phải nha, mình phải chọn, mình nhấp vào đây nè, mình nhấp vào đây nó hiện ra cái bảng, thì mình kiếm cái file này, file zip, hay cái file này mình
kiếm cái file gì này nè, JPG, JPG, chọn nó nha, chọn rồi mình xem lại, bấm nút save thì nó hiện ra một cái bảng này nữa, hiện ra một cái bảng này thì mình nhấp ok hả, mình nhấp ok, mình nhấp ok rồi xong. Vậy là xong, bây giờ mình mở, mình thoát ra nha, mình thoát ra mình kiếm một cái tấm ảnh hồi nãy mình save lại đây, mình save ở ngoài desktop nè, tấm ảnh nè đấy, anh ảnh đăng Facebook đó, bây giờ nó thành một cái tấm ảnh rồi thì mình mở lên, mình mở lên nó ra một tấm ảnh nè, mình xèo lại rồi ha, cái tên hồi nãy mình đánh nè đó, ra một tấm ảnh khác rồi, thì có tấm ảnh thì mình đăng Facebook được rồi đúng không, có tấm ảnh mình đăng được rồi, rất là đơn giản và dễ hiểu, rất là đơn giản dễ hiểu đó. Rồi sau khi các bạn xem xong cách hướng dẫn, sau mình sẽ chỉ cho các bạn cắt ghép ảnh nha. Bài tiếp theo thì mình chỉ cho các bạn làm thế nào mà cắt nguyên cái hình này nè, chèn vô đây, chèn vô đây rồi mình cắt làm sao mà được như vậy đó, để xem được cái clip tiếp theo nữa mình hướng dẫn các bạn á, thì cái trên cái kênh của mình á thì các bạn đang xem hướng dẫn đúng không, thì các bạn kéo xuống đây có một cái phần đăng ký này, các bạn nhấp vào đăng ký thì mai mốt là cái bên mình có một cái video nào mà mới nhất thì nó tự động nó gửi qua cho các bạn xem, nó báo cáo cho các bạn là có một cái video mới, có một cái video mới các bạn có muốn xem không, thì các bạn nhấn vô đăng ký nha, nhấp vào đăng ký, ví dụ nè đó là nó biến mất cái màu đỏ là mình đã đăng ký rồi, rồi mình nhấp còn cái chuông này nữa nè, mình nhấp vào cái chuông là như thế nào, bạn sẽ nhận được tất cả thông báo, cái chuông này là có nghĩa là mai mốt mình có cái video hướng dẫn bài học mới á, thì nó sẽ gửi mail, nó gửi mail nó báo cho bạn là có một cái video mới để mình nhấp vô mình xem, khi mà nếu mà các bạn không chịu đăng ký, các bạn không đăng ký này, hủy đăng ký ha, à, các bạn không đăng ký thì mai mốt có video mới thì nó không có gửi cho các bạn, là các bạn không có biết cái video mới mà các bạn xem, cho nên phải nhấp vào đăng ký nha, nhấp vào đăng ký rồi rồi xong. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt ghép ảnh nha, cắt ghép ảnh rồi chèn rồi làm hình nền này nọ đó, rồi chào các bạn.